Chào mừng mọi người đến với LNB Chino. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S182 để cùng trải nghiệm môn phái ngũ độc trưởng. Môn phái ngũ độc trưởng, để coi coi ở trong cái giai đoạn mới của chúng ta ngũ độc trưởng có ok hay không. Này là 182 mới mở được mấy ngày anh em. Nhờ chạy ra chúng ta cứ từ từ thôi ha. Anh em cứ từ từ thôi. Đó. Canh các đối thủ vô cái kiểu mình tung ra cái chiêu gọi là cái chiêu KS, cái chiêu số 4, chiêu số 4 năm to lắm. Chúng ta cứ vô gặp ông nào mà thấy dâm dởm là mình giết ổng liền. Cái chiêu số 4 của cái con này nè. Nó ngon. Nhưng mà cần phải gặp những cái mục tiêu nó đứng yên thì chúng ta mới thấy nó ngon. Chứ mục tiêu di chuyển là chiêu số 4 của cái con ngũ độc trưởng nó cùi nha anh em. Nếu gặp mục tiêu di chuyển là nó cùi. Gặp mục tiêu mà đứng yên, mà mình chơi mà thấy đối phương đứng yên đồ này nọ đó, đó giết nó liền. Bung ra liền, gây ra đam to lắm. Ây da. Có mấy anh đồng môn cái kiểu giờ có anh lăng tiệc đồng môn nè, anh muốn đấm nhau với chúng ta thì chúng ta ok. Bệnh gì cỡ ông, có thêm ông mấy ông sức chân cái kiểu giờ canh ông nào mà mình có thể hiếp mình giúp trước. Có anh cái bang nè, cha ơi anh cái bang dữ dội ha. Rồi bung ra chiêu số 4 nó khá là chậm anh em, thiệt luôn. Chiêu số 4 khá là chậm, đánh khá là chế luôn. Giờ chúng ta cứ có thể là cái con ngũ độc này mà đứng ngay mấy cái góc này mà đánh được nè anh em, thấy không? Tại vì nó theo dạng là nó đánh từ trên xuống, đứng ngay mấy góc thì ok. Có cái chiêu số 3 nó trưởng theo đường thẳng thôi, chứ cái chiêu của con ngũ độc là nó đánh đứng ngay cái vị trí theo dạng là đứng sát vô tường đồ này nọ. Đó, có một cái chướng ngại vật đồ này nọ nó chặn lại á, thì chúng ta có thể là chúng ta spam chiêu rồi ok. Vậy lên đây kiếm anh em nào mà mình ăn hiếp được thì mình ăn hiếp thôi. Đây là một môn phái mạnh cái chiêu số 4, nhưng mà chiêu số 4 đòi hỏi anh em phải chơi vào đối phương theo dạng mà mình đối phương phải đứng yên nha. Đối phương mà chạy một cái là mệt đấy. Ôi ngũ độc trưởng một môn phái khá là khó chơi ở trong giai đoạn đầu. Nó hầu như không có chiêu nào để có thể kết thúc người ta tốt được anh em. Anh em nào yêu thích thì chơi thôi, chứ cua thì cua không đánh giá cao môn phái này trong giai đoạn đầu. Giai đoạn về sau anh em build đồ tốt cho nó thì có thể là vô giao tranh đồ này nọ anh em bung ra thì anh em có thể kết được mạng, đúng không? Còn nếu như mà trong giai đoạn đầu thì cua lựa chọn cái con minh giáo thì nó sẽ hay hơn. Mình giao kiếm cái chiêu của nó thì nó sẽ sóc đam tốt hơn, kết người cũng tốt nữa, hai chiêu kết người. Ai da. Từ từ thôi, solo thôi anh em. Trời, 1-1 đi, đừng có chê. 2-1 tôi đánh không lại. Đánh 2-1 đâu lại nào. Đó. Đấy, trời, 2-1 là dứt nè. Dứt thôi. Trời, bệnh gì cử. Chó, thấy ghê chưa. Giỡn hoài. Tôi là tôi build ạc này chí mạng hơi bị cao đó. Ạc này xui cái là chúng ta có thể là chúng ta quay ra con cự lan rất là dễ, nhưng mà ạc này quay cự lan khó lắm anh em, không biết tại sao, khổ lắm. Hơi nhỏ dành cho chú ạc, nhưng mà không sao, chúng ta nếu như mà chúng ta vẫn có còn những cái khác mà chúng ta build lên, ví dụ đá bảo thạch kiểu, đúng không, còn những cái dòng tẩy luyện đồ này nọ nhiều thứ lắm, nên là chúng ta khá là xui, nhưng mà không sao đâu. Cái trong cái xui đó chúng ta cũng có cái hên, đó chính là cái hên là được cua build ạc. Đó, được cua cầm ạc, cái đó là cái hên. Đây là một trong những người ở trong dịch vụ cho ạc của cua. Này, những anh em là ở trong dịch vụ cho ạc của mình á, thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Cái đó là cái tâm huyết của mình thôi, chứ nó không có trong dịch vụ của mình. Mình sẽ hỗ trợ rồi tư vấn cho anh em về cách lên đồ cho anh em sử dụng dịch vụ nào mình cũng được á. Anh em sử dụng dịch vụ cho ạc ấy nha, dịch vụ nào cũng được, mình có nhiều gói lắm. Thì anh em cứ hỏi, ơ cô ơi này build đồ sao, mình sẽ chỉ tận tình cho anh em luôn. Đó. Rồi rảnh thì mình sẽ hỏi ý kiến anh em, cầm ạc anh em đi tâm kim. Thứ nhất là coi ạc của anh em như thế nào, có khỏe hay không, trong giao tranh tổng có ổn hay không, cần build chỗ nào mình gặp ý chỗ đó. Rồi sau đó là chúng ta build ạc thôi, anh em cần build ạc thì mình build ạc cho anh em. Ngoài ra thì anh em sẽ được ưu tiên, mình sẽ có những cái gì hay mình sẽ chia sẻ cho anh em. Cái đó những anh em dịch vụ mà, trong dịch vụ của mình sẽ hỗ trợ cho anh em những cái điều đó, để cho anh em có thể tại vì anh em tham gia dịch vụ của mình mà, thì chắc chắn là mình sẽ có gì đó ưu đãi. Ví dụ như là nọc hoàng trả hay úp kiếm tôm đi, nhớ anh em nọc hoàng trả úp kiếm tôm bên cua,
thì cô sẽ bán kim long rẻ hơn những người mà nạp hoàn không có nạp ở bên mình, ở bên cô đó. Anh em có thể lấy cái rẻ đó, anh em có thể mua lại kim long của cô và anh em bán cho server của anh em cũng được luôn, đúng không? Kim thêm là trời, tôi bày ra cho anh em ok luôn á. Ai da chạy xịt ra. Và bây giờ là chúng ta thấy là nhờ nãy giờ là chúng ta đứng ngay một cái vị trí hợp lý, anh em thấy là chúng ta có thể là chúng ta ghi đàm khá là tốt vào đối phương. Cái ông Minh Giáo này cho ông lên đường đi. Đó, chiêu số 4 năm to lắm thiệt, nhưng mà nó gà chậm quá, phải fit lại. Phải fit lại cái chiêu số 4 này. Chiêu số 4 này phải gà nhanh nó mới ok được. Thường ở trong giai đoạn mới á, mình sẽ vẫn tăng chiêu số 4, tại đây là cái chiêu mà đam to nhất của con ngũ độc rồi. Đó, rồi sau đó là mình sẽ tăng đánh thường lên 40, cái chiều 40 của nó là cô không tăng. Chiều 40 nó tăng tốc độ chạy, mình không có tăng chiều đó. Lên 50 thì mình tăng tại nó cộng tấn công cho mình. Đó đó đó, đó. Anh đừng mong là quéo liền, hay không? Quéo càng cua liền. Giỡn hoài. Tôi build ạc cho người ta nè, ok lắm, quan trọng là mấy ông có chịu theo cái cách build của tôi không? Có chịu theo hay không? Nhiều ông là theo dạng mà tôi đã build ạc rồi, tôi chia sẻ cái lộ trình build ạc luôn. Chỉ cần mấy ông là làm theo cái lộ trình của tôi là ok. Mấy ông không chịu, mấy ông thích theo cái lên cái cách của anh em, cái đó là đều được, có quyền. Tại vì ạc của anh em mà, đúng không? Thì anh em lên đồ không hợp lý thì chắc chắn là anh em sẽ bị yếu lại. Tại vì mình đã vạch ra con đường cho anh em rồi, mà anh em không theo con đường, theo sở thích của anh em, cái đó anh em phải chịu thôi. Chứ cô không có quyền, cô phải, ông phải build theo tôi mới được. Không có. Đây mình build cho anh em, mình chia sẻ cho anh em cái hướng đi, còn anh em có làm theo hay không là cái đó là do quyết định của anh em rồi, không có quyền mình nói gì cả. Nên là anh em muốn build ạc thì cứ liên hệ cô, nhắn tin vô Zalo cho cô, Zalo xanh của cô 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Hiện tại cô có bán thẻ xin chiết khấu nhanh chậm, bán kim long úp kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ treo ạc 24/24 và dịch vụ build ạc. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cô, Zalo Son Goku 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Má ơi, bây giờ là phải đẩy thêm một miếng chí mạng nữa, thêm chí mạng nữa nó mới ok. Mới bung cái chiêu số 4, tôi rất là thích khi mà chơi cái chiêu số 4 mà nó bung ra mà toàn chí mạng không. Cái chiêu số 4 này đâm to lắm, đâm rất là to. Thấy vậy thôi chứ mà đâm to lắm nha. Đây, đó, mấy ông này nè, đó, bung ra liền, lên đường liền. Vậy sao? Chúng ta có nhiều điểm, chúng ta tăng cái chiêu này nè. Nó thu nhỏ sát thương, nằm to nữa. Tại bây giờ nó hết điểm rồi. Đó. Cách tăng của ngũ độc thì mình sẽ làm video cho anh em tham khảo. Qua những cái phiên bản, ví dụ phiên bản cô mộ, nó sẽ có những cái điểm mạnh của cái môn phái này, môn phái kia, đúng không? Cô sẽ làm cho anh em. Làm từ cái giai đoạn thấp đến giai đoạn cao luôn. Cho anh em biết được. Thì ra là môn phái này nó tăng như vậy. Mình chỉ tăng cơ bản cho anh em thôi. Để ví dụ như anh em ở server mới, anh em mới chơi, anh em biết cái môn phái này tăng cơ bản là như vậy. Đó, thì hết anh em quen rồi, đúng không? Quen rồi thì anh em có thể tăng theo cách của anh em. Đó, cái đó cũng là một cách nó rất là hay. Rồi anh em nào mà đang ở cái môn phái này muốn đổi qua môn phái kia, không biết chiêu của môn phái, đúng không? Đó, anh em có thể tham khảo những cái video của làm. Ví dụ là về ngũ độc nè. Mình làm về ngũ độc trưởng, mình sẽ để cái thăm lai ngũ độc trưởng cho anh em giải kiếm. Làm ngũ độc đao, mình sẽ để thăm lai ngũ độc đao cho anh em dễ kiếm, ví dụ vậy. Anh em nào muốn nhắn tin vô Zalo cho cô, muốn liên hệ cô qua Zalo thì làm ơn làm phước. Tại vì một ngày cô có số lượng người kết bạn trong Zalo rất là nhiều luôn. Tôi không biết mấy ông lại hết trơn á. Tôi nói thật, cái đó là mất lòng thì anh em phụ mình, cái đó là anh em thông cảm. Chứ tôi không biết mấy ông lại hết trơn á. Nên là anh em có nhu cầu gì đó nhắn tin vô, nhắn thẳng vô luôn. Tại vì cô có để tin nhắn người lạ, nhận được tin nhắn người lạ, tôi làm dịch vụ mà, nhận được tin nhắn người lạ, trừ khi nào mà tối khuya tôi không có trả lời được, hoặc là những cái lúc mà tôi bận đột xuất thôi, tôi cách giải hay này nọ, tôi bận đột xuất tôi không trả lời được. Chứ mà thường là 99% vào những cái ngày bình thường là tôi trả lời mấy ông liền luôn, thấy không? Trừ khi nào mà tôi bận đột xuất đồ nào tôi mới không trả lời được thôi. Chứ là anh em là nhắn tin vô là cô nhận được hết á, chứ đừng có kết bạn. Hôm qua tôi thấy cái ông nói mày giới thiệu Zalo cho cố vô rồi, rốt cuộc tao kết bạn với mày mà tao mày chả kết bạn đâu. Tôi biết ông là ông nào đó, ông nội. Ông đặt cái tên ở trên YouTube là tên A mà cái Zalo của ông là tên B, tôi có biết ông là ai đâu, đúng không? Và với lại là cái hàng Zalo này nó theo dạng mà nó giới hạn số người kết bạn nữa. Anh em mình không có làm cái gì giao dịch với nhau, không có làm gì hết trơn, kết bạn để làm gì, đâu làm gì được đâu, đúng không? Nên là anh em phải nhắn tin cho mình cái biết ai là ai,
Sau này tôi biết tôi né. Tại có nhiều thằng lừa đảo lắm anh em. Mấy thằng lừa đảo mình gặp nhiều vụ lắm. Mua kim long mình rồi xong mày nói à tao mua kim long của con cua nè, giờ tao vay đưa tiền tao đi, tao sẽ mua đại diện ban mua đồ này nọ, đại diện xong cái đưa tiền cái rồi xong nó chuẩn luôn, nay gặp hoài luôn. Và là những cái đứa mà bán kim long rẻ quá rẻ thấy không đó, nên là anh em nguy hiểm lắm. Giờ cái game này anh em thấy vậy thôi chứ lừa đảo kinh lắm, anh em phải cẩn thận trong tim đồ này nọ anh em, mà ngoài mặt anh em chứ đưa ạt cho nó một cái, chiêu cho nó một cái xong rồi cái mà nó mượn đồ không cho hay là làm gì phật lòng nó cái đổi ạt đổi bát liền xong liền gọi lên đường luôn, ngay cái ba cái ạt mà tạo xin trắng nên trời ơi, ta nói là phải nồi luôn đúng không, chỉ khóc thôi, nhắn tin cho cô cũng vậy à, cô đâu phải người Vina Game đâu mà tôi giải quyết được mấy cái này cho mấy ông. Với lại có những cái lỗi gì anh em góp ý thẳng vô Vina Game luôn, đừng góp ý vô cô không có phải người Vina Game nên là mình cũng bó tay anh em nói kiểu thua rồi thấy không, tôi không phải người Vina Game đâu, anh em ăn giống tôi cũng vậy thôi, nên là anh em chú ý nha, đừng có làm vậy tội nghiệp cô. Rồi anh em thấy là nãy giờ mình tán dốc đồ này nọ, anh em thấy sức mạnh của đập không, ngon lành liền, chỉ cần là chúng ta focus đúng mục tiêu, thấy đối phương, để ý đối phương chút xíu, chỉ cần để ý chút xíu thôi, mình đang đánh ai và đối phương hiện tại là đang có chạy hay không hay là đứng im chỗ đó, giống như anh Bình Giáo nè, anh đứng im chỗ nè, tôi canh tôi búp cái chiêu ba, dù sao nó cũng tăng một điểm, nó tăng cho chúng ta thu nhỏ sát thương của đối phương bị giảm 0.5%, không có nhiều đam hết trơn á, tại mình còn đâu có tăng nhiều đâu, nhưng mà làm vậy cho nó có thói quen, sau này anh em tăng full chiêu đó thì anh em cứ bung ra cái chiêu số 4 sẽ được nhiều đam thôi đúng không. À nha, mình bung hộp rồi, không dính rồi, ông kia ông bị cái bàn đẩy ra mất tiêu rồi. Bây giờ thiên dương trì thì nó chưa mạnh lắm đâu anh em, lên 50 nó mới thực sự là mới bá chùm thiên dương trì. 50 nó có bức tử liên tục á, anh em thấy là mình hãy mọc là mệt mỏi với thiên dương trì. 50 mệt lắm. Rồi, chúng ta thua rồi. Chúng ta thua anh Bình Giáo bên kia toàn là thứ dữ không, quýnh mình sắp mặt luôn. Nhưng mà có điều là anh em thấy cô cầm mạc thấy không, mình chỉ cần là mình hiểu chiêu, biết được sức mạnh của nó là ok. Cô không cần BK quá giỏi môn phái ngũ độc trưởng, chỉ cần mình hiểu chiêu, mình biết khi nào mình kết thúc đối phương, vậy là ok, chỉ cần cơ bản như vậy thôi. Và cảm ơn Diệp An, Diệu An đã cho cô trải nghiệm môn phái ngũ độc trưởng. Và hello anh em đang tiêu giao nha, chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Anh em nào muốn mua thể sinh nhanh chậm hay là mua kim long cái kiểu biêu ạt hay là dịch vụ treo ạt của mình thì anh em cứ liên hệ vô Zalo cho cô nha. Đặc biệt nhớ anh em nào mà muốn nạp hoàn trả hay úp kiếm tôm thì anh em sẽ được giảm giá kim long khi mà anh em nạp hoàn trả hoặc úp kim tôm ở chỗ cô thì anh em sẽ được ưu đãi đó. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình, và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cô cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube, chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cô với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cô để cô có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.